Thôi là như này thì có thi không? Cảm sao mình ta. Có lô. Chà. 선생님은 그냥 chửi luôn 이야, chửi luôn. 자, 그러면 마지막 한번더 볼게. 여기를 보면 되겠네. 감독은 선수를 지도할 때, 감독이 훈련비원이에요. 키치라 라키 저 운동비원 phải đứng nói trực tiếp làm nó nghĩ ra về sai lầm của nó. Tóm lại là đừng nói như thế, kiểu như thế này: mày lần trước sai rồi, làm không tốt rồi đúng không? Thế lần nếu mà lần này như thế này, lần này làm tiếp thì mày chắc chắn thất bại đấy. 이런 말 대신에 thay vì nói như thế này, chú ý hai bên thấy yeah, đó là cái lần này thì cứ chú ý hơn đi, 이런 뜻입니다. 그래서 말하지 마세요, đừng nói như thế nhá, ý 밖에 내지 마세요, 이게 정답입니다. 그러면 나도 그렇게 할까? 선생님도? Thời cũng như thế này không? Từ bây giờ nhé, nếu mà Thảo không làm bài tập thì thầy làm thế nào? Thầy nói là đi Thảo nha, dạo này bận à, dạo này mệt rồi à, khổ thân nha, nghỉ đi nghỉ. Thảo là như này thì có thích không? Còn lô, còn lô, mình là còn lô. 선생님은 그냥 chửi luôn 이야, chửi luôn. 어도 뭐 그냥 그냥 숙제 안 하면 그냥 깎고 올 luôn 이야. 알겠어요? 오케이.